Dạ vâng xin kính chào toàn thể của anh chị em đam mê đồng hồ là kênh YouTube của em Tuấn ngày hôm nay Em đã đi bán cửa em mới về được một uh, mã sản phẩm đồng hồ chính hãng Đến từ thương hiệu Moritz Lacroix Của đất nước Thụy Sĩ Một phiên bản đồng hồ Moritz Lacroix vô cùng đẹp Chiếc này thì có độ hiếm rất là cao Và em về được trình là full box hộp sổ anh em nhé Một chiếc trình hãng siêu mới luôn bên trong sẽ có một hộp hộp nữa này vào cái vỏ giấy bên ngoài ở đây sản phẩm thì sẽ có kèm theo một cuốn sổ hướng dẫn sử dụng bên trên sẽ có thực thiện là Moritz, là Moritz Laqua sẽ có những một số từ tiếng qua sử dụng để anh em tham khảo cuốn sổ sử dụng trên cái cuốn sổ này không để anh em phải lâu em sẽ giới thiệu chi tiết cái mã sản phẩm Moritz Laqua ngày hôm nay trên tay đây đang có một phiên bản siêu hiếm đến từ nhà là Laqua một phiên bản uh, limited edition được sản xuất trên toàn thế giới chỉ có 500 chiếc thôi anh em nhá. Anh em nghe không nhầm đâu. Cả thế giới chỉ có 500 chiếc sản phẩm Moritz Lacqua này. Một phiên bản Moritz Lacqua Icon vô cùng hiếm. Bản uh, chỉ có 500 chiếc này thì vô cùng hiếm hoi rồi. Anh em bây giờ cũng có tiền thì không thể nào mà mua được hàng mới, tại vì nó sản xuất số lượng rất ít chỉ có 500 chiếc thôi chỉ những ai có thể may mắn nhất thì mới có thể mua được mã sản phẩm Modic này sẽ lên chút có tay để hoạt động nhá để anh chị em này quan sát được độ mượt mà vẻ đẹp và đó là cực phê của em Modric này trước này sẽ có mã có của chúng ta qua cái uh, tăng sản phẩm đây sẽ có mã sản phẩm trên cái thanh uh, đây Modic Icon AI6008 gạch ngang BRZ01 gạch ngang 420 gạch ngang 1 có những thông số trên cái mảng này, này là Brown này từ Saveto và đội nước sản phẩm này là 200m anh em nhé tăng kèm theo sản phẩm một chiếc vô cùng đẹp trước đây thì em về được tình trạng là còn nguyên zin 100% dây của nó sẽ là một bộ dây da này anh quan sát dây da rất dày dặn và cứng cáp trên dây này sẽ có logo của nhà Moritz này, phiên bản màu đồng rất đẹp, toàn bộ trên thân chiếc này sẽ làm từ đồng đồng thau anh em nhé. Khóa là khóa gập, khóa chống gập với dây cao cấp của nhà Moritz anh em ơi, rất là hiếm. Chiếc khóa này sẽ được thiết kế làm chất liệu là đồng và được thiết kế thêm một cái logo hình móng ngựa của sản phẩm này và với phiên bản Moritz của chúng ta ngày hôm nay thì được thiết kế với đường kính sa mặt của nó xa 42 mm thông thường như mẫu đồng hồ thông Moritz Icon bình thường thôi và căn bản là cái thiết kế của em này được thiết kế toàn bộ phần thân phần khóa đều làm chất liệu là đồng của em nhá đồng nguyên khối màu của nó rất đẹp đây là màu cơ bản chính đặc của em đó em nhá anh em nhiều khi không biết anh em lại bảo tưởng cái màu nó xỉn hay như là đó Chứ mà đây là màu đồng, màu đồng sẽ là ra, ra cái màu như thế này. Cái điện gồ này. Tạo lên cái phong dáng rất khỏe khoắn trên mẫu đồng hồ icon của chúng ta ngày hôm nay. Mặt kính nha, mặt kính sapphire nguyên khối được phủ AD chống lóa xanh led nhìn nó vô cùng đặc đỉnh cao. Nhìn cái mặt dial này, nhìn như không có kính luôn nha anh em ạ. À. Đẹp cực kỳ. Tất cả phần kim và số đều được thiết kế làm mạ màu vàng và mặt đeo sản phẩm được thiết kế mặt đeo màu xanh xanh blue sẽ hợp hơn so với mặt màu màu đồng này trên mặt đều này sẽ có những cái đường vân này sọc rất là đẹp và hoàn hảo có số vạch đang xem nước góc 3 6, 9, là những phần cọc số học trò nhìn rất là cuốn hút luôn thiết kế đơn giản gồm ba kim kim giờ kim phút và kim dây anh em nha và chiếc này không có lịch cơ không có lịch ngay bên dưới góc máy giờ sẽ có lòng à, chữ là Moritz là La Qua kèm theo đó là logo hình móng ngựa chủ đạo của sản phẩm bên dưới sẽ có chữ Swimax và là chữ chút Automatic cái cửa độ hoàn thiện này sắc nét vô đỉnh cao luôn nét cực kỳ anh em ạ lô trên đúng này sẽ có logo hình móng ngựa của sản phẩm Moritz này càng của sản phẩm rất là ngắn nên tay rất là dễ và ôm luôn anh em tay khoảng 16 đã chưa rất tốt rồi đây là 17 nhá, sẽ lên cho anh em ngắm nhìn thử chiếc đồng hồ này. em là 17 này, lên cũng vô cùng đẹp. Màu đồng ngoài lên tay rất ưng ý luôn. Anh em chơi sưu tầm, anh em đeo Tết thì phải nói là vùng đẳng cấp trên mã đồng hồ Morris đồng này. Mà này sau được thiết kế là mặt đáy lộ cơ anh em nhá. Và anh chị em có thể quan sát được này, đập vào mắt anh em có thể nhìn thấy dòng chữ là Limited Edition là chiếc này là sở hữu là một trong 500 chiếc trên toàn cầu siêu hiếm luôn mặt đáy được cố định bởi những ốc vít đồ xứng nhau vô hoàn hảo có những thông số cơ bản trên mặt đáy của em nói là kính sapphire crystal bosun 5 kaiser resina tiêu theo gì bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ này sở hữu và trang bị là bộ máy ml 115 với bộ máy này sẽ mang cho em tổng cộng đầy đủ là 26 chân kính Tần số đó của em đó là 28.800 với lan quanh là 40 giờ chỉ có năng lượng như anh em ơi. Bên trong bộ máy này vô cùng đỉnh cao đến từ thương hiệu mà đỉnh đám. Độ chống nước sản phẩm rất là cao là 200 m anh em ạ, 20 ATM. Anh là dùng sinh hoạt hay nước thoải mái. Cái phần chốt đây này sẽ là chốt dậy chốt tháo dây thông minh. Anh em dùng anh em phải gạt cái này thôi này. Cần gạt thay đầu này thôi này, anh em phải tháo dây ra anh em thay dây rất dễ dàng rồi đó và anh em dùng anh em vừa ấn và anh em vừa ấn lại cái chỗ này thôi rất là dễ dàng sử dụng cái mẫu đồng hồ này và phiên bản Modit này thì em giao lưu tới quay chị em mức giá rất là dễ chơi hàng sưu tầm giá siêu hiếm chỉ có mức giá là 33 triệu đồng anh em nhé bảo hành hiệu mã 5 năm cho em chơi anh em ở gần Hà Nam có thể qua trực tiếp cửa hàng em tại địa chỉ là 213 Nguyễn Hữu Tiến phường Đồng Văn đã duy tiên tỉnh Hà Nam và với những anh em nào ở xa thì em sẽ có ship COD cho anh em kịp chơi Tết anh em nhá, và là ship xe. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin lưu em Tuấn. Xin chào tạm biệt với anh chị em.